Nhưng mà không cần phải ôn vi luôn. Đúng rồi. Nếu như mà do là trước giờ bạn của em thì rất là ít, cho nên là cũng không ai hỏi em là em quay lại gì hết. Chỉ là em đi chia sẻ cơ hội kinh doanh cho người ta. Có một cái lần đó em chia sẻ cho bạn cơ hội kinh doanh này thì do lúc trước là bạn biết, bạn đã từng tiếp xúc rồi, nhưng mà ở một cái mô hình kinh doanh khác, ở một cái nói chung là nó cũng tương tự giống vậy. Nhưng mà khi mà em nói cho bạn nghe thì em chỉ nói đơn, nói cũng sơ sơ thôi, thì bạn mới ngồi, cũng ngồi im nghe em nói. Thì cuối cùng là em vẫn chốt lại với bạn là em quay làm cái cơ hội mà có thể giúp thay đổi được cuộc sống. Nói với bạn rất là nhiều, nhưng mà bạn vẫn còn mơ ước một cái màu hồng, cái công việc mà sau này mình sẽ ra trường. Cho nên là bạn không có theo em, cùng em đi làm cái công việc này ạ. Không, mà tóm lại cuối cùng là bây giờ nếu mà người mới thì em sẽ nói với họ là anh quay là cái gì? Tóm lại là nếu mà là người mới thì em sẽ nói là Amway là một cái nơi mà giúp mình có thể thay đổi được cuộc sống. Rồi, ok, cảm ơn Tú rất nhiều. Theo anh Khánh thì nếu mà định nghĩa thì anh quay thì anh Khánh định nghĩa mọi người như thế này. Thật sự ra thì đây là một cái câu hỏi cực kỳ khó, đến độ là những cái Khánh nghĩ được rằng đó là những cái người mà thành công rất rất là lớn cũng không có thể nào mà có thể trả lời được cái câu là Amway là cái gì hết. Tại vì có rất là nhiều người, người ta sẽ nghĩ là Amway là một cái tôn giáo, có nhiều người, người ta nghĩ là Amway là đi bán hàng, đi tiếp thị, có nhiều người, người ta nghĩ rằng đó là Amway là vô chổng là nấu thiên địa rồi đặt mục tiêu trên trời dưới đất. Nói chung là rất, rất rất là nhiều những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ, giống như là cái việc đó là năm thầy bói mù mà xem một con voi gì đó. Nó rất là nhiều cái góc cạnh, khía cạnh. Nhưng mà thật sự ra nếu mà Khánh đó mà đi nói với một cái người mới mà để cho họ có thể đi tìm hiểu Amway á, thì Khánh nói đây là một trong những cái môi trường để cho bạn có thể phát triển được bản thân của mình. Ngoài ra rằng đó là ngoài ra Amway còn có những cái sản phẩm rất là tốt. Thứ nhất đó là nó bảo vệ môi trường, thứ hai là nó giúp cái cuộc sống của bạn với lại gia đình của bạn á, được tăng lên rất là nhiều. Còn cái việc mà tiếp tục sau đó thì sau đó thì có thể là chia sẻ cái cơ hội kinh doanh, chứ mà gặp một lần mình nói ông quay là cái gì chắc là không có thể nào được rồi Rồi, cảm ơn Khánh. Theo bạn Thảo thì nếu mà bây giờ định nghĩa về ông quay thì bạn định nghĩa ông quay là cái gì? đó. Theo bản thân em thì em sẽ định nghĩa là Amway chính là một cái cơ hội tuyệt vời nhất và giúp chúng ta thực hiện tất cả những ước mơ mà bạn mong muốn trong cuộc đời này. Cảm ơn bạn Thảo rất là nhiều. Ngắn gọn cũng rất là theo bạn Hùng thì sao? Thì chắc em cũng trả lời là em quay là một cái cơ hội để mà tôi có cái cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn bạn Hùng. Cho bạn Hùng chào bác ai các bạn. Khang cũng chia sẻ tí. Khá đi dự những cái chương trình chia sẻ của người thành công rất là nhiều. Thì trong đó có một cái chị chia sẻ một cái câu mà Khang nghĩ rất là thích. Chị đó là tiến sĩ, trước đây là tiến sĩ của Đại học Nông Lâm. Chị đó chia sẻ một cái câu mà Khang cảm thấy rất là thích. Amway là cái gì? Amway là bạn đi mua bảo hiểm trọn đời, thậm chí không phải là trọn đời nữa, bạn mua bảo hiểm năm đời gia tộc của bạn. Còn bảo hiểm năm đời gia tộc như nào á thì bạn phải ngồi xuống, tôi phải nói cho bạn nghe rồi bạn mới hiểu được cái bảo hiểm trọn đời là cái gì. Ở ngoài kia bạn mua bảo hiểm á thì chết là hết, chết thì đền được số tiền là hết. Còn ở đây á là bạn, nếu mà bạn làm Amway là bạn mua một cái bảo hiểm trọn đời cho năm đời gia tộc của bạn luôn. Nhưng mà bạn muốn biết là bảo hiểm nó như thế nào thì ngồi xuống đây tôi nói cho bạn nghe. Thì Khang cảm thấy là một cái cụm từ mà bảo hiểm trọn đời nghe rất là đặc biệt, rất là hay luôn á. Và nếu mà mình chứng minh được cái giá trị đảm bảo ở trong Amway thì nó là bảo hiểm trọn đời chứ nữa. Cho nên là Khang nghĩ là nếu mà chia sẻ với người khác á, nếu mà người ta hỏi Khang Amway là cái gì thì Khang trả lời đó là một cái cơ hội mà bạn có thể mua được một cái bảo hiểm cho năm đời gia tộc của bạn. Rồi, ok, câu hỏi cuối cùng để kết thúc cái chương trình ngày hôm nay định đó bốn diễn giả đó là tất cả chúng ta đều đang trên cái con đường thành công. Vậy thì trong năm nay và thậm chí là xa hơn là 5 năm tiếp theo nữa thì các diễn giả chúng ta ngày hôm nay là có đang đặt mục tiêu như thế nào không? Chúng ta có thể chia sẻ cụ thể với mọi người nghe được một cái mục tiêu rất rất là cụ thể luôn ạ. Câu hỏi này thì chắc là dành cho bạn Hùng trước luôn đi. Cái
Thật ra cái việc đặt mục tiêu là lúc nào cũng đặt, nhưng mà khi mà mình đặt mục tiêu mà có cái trạng thái tốt nhất đó là mình nghĩ là cái lúc mà mình lên máy bay mình đi qua Mã Lai với lại Thái Lan để mà mình tìm hiểu quay đó, thì lúc đó mẹ có nói wow, đi máy bay luôn, tao còn chưa được biết cái máy bay như thế nào nữa. Thế sau đó lúc đó tại mình mới xúc động, mình mới nói mẹ là mẹ nhất định năm sau con sẽ đưa mẹ đi du lịch Hawaii. Và mình nghĩ đó cũng là cái mục tiêu của mình, là năm sau là nhất định mình sẽ là Emerald, ít nhất phải đạt được Emerald, và trong vòng tới 30 tuổi là mình sẽ là FC. À, một cái mục tiêu rất là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Thảo là sao? Một cô gái nội tâm. Mục tiêu gần của em thì cũng là năm sau cũng sẽ hoàn thành mục tiêu ít nhất cũng là Emerald để mà có thể là đi du lịch Hawaii với đội nhóm. Và xa hơn nữa là năm 2026 là em phải lên Founder Ambassador, và năm 2028 thì em sẽ đứng được cái trên sân khấu của sân vận động Tổ Chim ở Bắc Kinh ạ. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn. Thế thì Tú ra một cái trách nhiệm không phải là một cái bảng đơn nữa, mà đằng sau Tú là một người chồng, có một cái bạn đời của mình nữa, thì Khang nghĩ là chắc chắn cái mục tiêu nó cũng phải khác với các bạn độc thân chứ. Vậy thì hai vợ chồng Tú đặt mục tiêu như thế nào? Chồng của Tú là rất là tích cực luôn. Lúc trước á thì đặt mục tiêu á là Tú hỏi là anh làm gì đặt mục tiêu cao vậy? Cái nhưng mà sau này rồi mình mới hiểu được là tại sao mình phải đặt mục tiêu cao. Tháng này thì Tú với lại anh là quyết định là nghỉ công việc truyền thống bên ngoài để mà tập trung là quay. Và mục tiêu của Tú với chồng cũng là năm sau là ít nhất là Imaro để được đi lịch cùng với đội nhóm. Một cái điều nữa mà Tú rất là mong muốn đó là có thể trở về nhà thường xuyên hơn. Cho nên là mình phải làm nhanh để mà kiếm được tiền để mà có thể về nhà mà không cần phải lo nghĩ gì hết. Và mục tiêu lớn hơn nữa đó là năm 2030 là sẽ làm FC ạ. Ok, chúc mừng Tú ạ. Thế thì anh Cánh ra mục tiêu như thế nào? Mục tiêu của Cánh thì thật sự ra là nếu mà tính tới thời điểm bây giờ đó là cái hệ thống của Khánh là đã đủ cơ cấu để Khánh hoàn thành mục tiêu Imoro, thì Khánh sẽ nỗ lực cho những cái hệ thống đó hoàn thiện cái mục tiêu của mình, và sau đó là Khánh hoàn thiện mục tiêu Imoro. Và thật sự là năm nay là năm sau là cái chuyến đi Hawaii đó là một trong những cái chuyến đi mà kỳ tích, tại vì đó là một trong những cái tấm vé mà để cho Khánh có cái cơ hội để mình đi qua bển, mình thăm gia đình ở bển bằng những cái thành quả của mình, cũng giống như là dắt đội nhóm qua bên đó thăm gia đình của mình và cho gia đình thấy được rằng đó là mình làm được, mình còn giúp cho những cái người khác làm được đó. Và từ đó là gia đình không có nói gì nữa hết, và từ từ là Khánh sẽ lùa vô cho anh quay luôn. Và họ sẽ là ông quay của Mỹ chứ không phải là của Việt Nam nữa, tại vì họ đã không còn là quốc tịch Việt Nam nữa rồi. Và tiếp theo á là năm sau là Khánh cũng bước qua cái tuổi 27, và người ta hay nói được rằng đó là gì, đàn ông á 30 tuổi mà không có sự nghiệp trong tay á là sẽ có cái gì đó là cảm thấy rất là xấu hổ. Thì Khánh đặt mục tiêu á là đúng năm 30 tuổi, khi Khánh bước qua cái khoảng thời gian là trung niên á, Khánh sẽ là một FC. Cũng chia sẻ một tí, tại vì anh Khánh anh nói thì mình cũng cũng hơi buồn 14 ngày nữa phải không, đúng không? 14 ngày nữa là Tết, đúng không các bạn? Qua năm mới thì Kha cũng bước qua một cái giai đoạn rất là đặc biệt, đó là mình bước qua cái hàng ti, người ta gọi là trung niên, nhưng mà tâm hồn rất là trẻ trung các bạn, rất là tuyệt vời, rất là yêu đời, đã từng đặt rất là nhiều mục tiêu các bạn, nhưng mà vẫn chưa có làm được. Nhưng mà năm nay là Kha sẽ quyết tâm hoàn thành một cái mục tiêu rất là đặc biệt luôn á các bạn. Kha bảo đảm với các anh chị là chưa, nếu mà hoàn thành xong mục tiêu là chưa có một cái đội nhóm nào mà đã có thể làm được một cái mục tiêu đó luôn đó. Hiện tại là Kha chỉ mới là silver thôi các anh chị, nhưng mà Kha đặt mục tiêu đó là năm nay là vượt thẳng lên luôn tới founder EDC. Hiện tại là Kha đang có đủ cơ cấu 7 nhánh, chính xác là bây giờ nếu mà nói là nhánh F1 thì Kha có 7 nhánh F1,
7 nhánh đều đang hoạt động luôn, chỉ trừ có một nhánh là lật lìa chuẩn bị về Quy Nhơn thôi, nhưng mà qua Tết là sẽ khởi động lại. 7 nhánh là hiện tại là 6 nhánh là đang hoạt động, trong đó là có 3 nhánh cũ, 3 nhánh mới. Cho nên là Kha đặt rất là niềm tin các anh chị, đó là chắc chắn là kiểu gì đi chăng nữa là năm nay là 6 nhánh này thì sẽ chuyển thành Platinum hết, ít nhất là Platinum. Thì khi mà 6 nhánh này chuyển thành ít nhất là Platinum mà có những cái nhánh rất là đặc biệt mà có Imaro, có Founder Platinum thì điểm MRI của Kha chắc chắn là sẽ có. Cho nên là cái mục tiêu mà EDC cho đến Founder EDC là chắc chắn là sẽ nằm trong tầm tay. Cho nên là hy vọng là hệ thống chúng ta là năm nay sẽ bùng nổ và tạo ra được một cái pin mới Founder EDC. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.